Học sinh đâu ạ? Học sinh nhóm trưởng. Đội 1 đâu? Đội 1. Vâng, các em lên đứng trước sản phẩm mình đi. Đội trưởng đội 2 lên đứng trước sản phẩm mình đi. Được chưa? Đội trưởng ở đội 3 các em đứng lên đây, đại diện. Không để cái này đẹp hơn đi. Tôi thấp. Bảo sinh bên hai các bạn đấy.